Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Các bộ trưởng di cư của Liên minh châu Âu, EU đã đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc đối với người di cư và tị nạn. Giới chức Thụy Điển thông báo nước này chấp nhận cho NATO triển khai lực lượng trên lãnh thổ trước khi gia nhập liên minh quân sự. Quân chính phủ Cuba bác bỏ thông tin mà báo chí Mỹ nêu rằng Havana đã đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để cho phép Trung Quốc lập một cơ sở do thám ở Cuba, ngay gần bờ biển Mỹ. Anh công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Belarus, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu, với cáo buộc hỗ trợ chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Các đề xuất về di cư và tị nạn sẽ không được đưa ra Nghị viện châu Âu để thông qua trước năm 2024. Chính phủ Thụy Điển, chủ trì Hội đồng EU cho đến cuối tháng 6, cho biết các bộ trưởng hiện đang có mặt tại Luxembourg đã đồng ý về cách tiếp cận chung về quy chế quản lý người tị nạn và người di cư cũng như quy định về thủ tục tị nạn. Đó là một ngày trọng đại đối với chúng tôi, Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Maria Malmer Stenergard nói, theo Euronews. Bà Stenergard nói thêm, chúng tôi sẽ có các thủ tục đơn giản hơn, rõ ràng hơn và ngắn gọn hơn. Đề xuất của Thụy Điển được gọi là sự đoàn kết bắt buộc. Theo đó, mỗi quốc gia EU đồng ý tiếp nhận một số người xin tị nạn hàng năm, hoặc trả tiền cho việc hồi hương của họ về nước xuất xứ nếu đơn xin tị nạn của họ bị từ chối. Theo Euronews, hạn ngạch tái định cư được đặt ở mức 35.000 cho toàn bộ khối và khoản đóng góp tài chính ước tính khoảng 20.000 euro cho mỗi người nộp đơn. EU đã nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bằng cách sử dụng các quy tắc khủng hoảng đặc biệt được thông qua vào năm 2015, khi Thổ Nhĩ Kỳ cho phép những người tị nạn từ cuộc chiến Syria đến châu Âu. Các quốc gia như Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp và Bulgaria nằm trên biên giới, trên biển và đất liền của EU đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng di cư. Ba Lan và Hungary đã phản đối bất kỳ hạn ngạch nào trong việc tiếp nhận người di cư, trong khi Cộng hòa Séc và Slovakia có vấn đề về số tiền thanh toán, theo Politico EU. Warsaw cũng được cho là đã phản đối việc phải trả bất cứ khoản tiền nào trong khi đang tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn từ Ukraine. Italy đã đàm phán với Đức cho đến cuối ngày 8 tháng 6 về việc những quốc gia nào đủ điều kiện là an toàn để nhận lại những người xin tị nạn bị từ chối. EU đã nhận được hơn 962.000 đơn xin tị nạn vào năm 2022, con số cao nhất kể từ năm 2016. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2023, hơn 80.000 người di cư đã đến EU bên ngoài các cửa khẩu thông thường, tăng 30% so với năm 2022. Chính phủ quyết định rằng lực lượng vũ trang Thụy Điển có thể chuẩn bị triển khai các hoạt động chung trong tương lai cùng NATO và các nước thành viên liên minh, Thủ tướng Ulf Kristersson và Bộ trưởng Quốc phòng Paul Johansson ngày 9 tháng 6 thông báo. Hoạt động chuẩn bị có thể gồm cho phép nước ngoài thiết lập căn cứ tạm thời để triển khai thiết bị và binh sĩ trên lãnh thổ Thụy Điển. Quyết định này nhằm gửi tín hiệu rõ ràng tới Nga và tăng cường khả năng phòng thủ của Thụy Điển, Thủ tướng Kristersson và Bộ trưởng Johansson cho biết. Ông Kristersson và ông Johansson nhận định Nga trong tương lai gần vẫn là mối đe dọa với các nước láng giềng, cũng như không chắc chắn về mức độ tham vọng lãnh thổ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu mới chỉ kết nạp Phần Lan, trong khi Thụy Điển vấp phải phản đối từ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần yêu cầu Thụy Điển giải quyết mối lo ngại về an ninh, cáo buộc quốc gia chứa chấp các phần tử khủng bố người Cớt và yêu cầu dẫn độ nghi phạm. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hợp tác chống khủng bố hiệu quả là điều kiện bắt buộc để Thụy Điển gia nhập NATO. Trong khi đó, Hungary cho biết chưa sẵn sàng chấp nhận Thụy Điển gia nhập NATO do quan hệ song phương đang rất tệ khiến nước này không muốn mang mâu thuẫn vào liên minh. Chính trị gia Thụy Điển từng cáo buộc Hungary vi phạm các nguyên tắc dân chủ như chặn các khoản viện trợ của Liên minh châu Âu, EU dành cho họ. Budapest nhiều lần chỉ trích Stockholm về vấn đề này. Ngày 9 tháng 6, chính phủ Cuba bác bỏ thông tin mà báo chí Mỹ nêu rằng Havana đã đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để cho phép Trung Quốc lập một cơ sở do thám ở Cuba, ngay gần bờ biển Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Fernandez de Cossio nói rằng thông tin trong bài viết của Wall Street Journal và CNN là dối trá và vô căn cứ. Nhà Trắng cũng nói rằng những bài báo này không chính xác. Theo bài viết của hai tờ báo Mỹ, Bắc Kinh và Havana đã đạt được một thỏa thuận bí mật về việc thành lập một cơ sở nghe lén điện tử trên đảo quốc Caribe để có thể theo dõi được cả những trao đổi liên lạc ở khu vực Đông Nam của Mỹ. Khu vực này bao gồm trụ sở Bộ Chỉ huy miền Trung và miền Nam của Mỹ đặt tại Florida. Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Trung Quốc sẽ trả cho Cuba nhiều tỷ đô la để được xây dựng cơ sở này. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio bác bỏ. Ông khẳng định, Cuba từ chối tất cả hiện diện quân sự của nước ngoài ở Mỹ Latin, bao gồm nhiều căn cứ và lực lượng của Mỹ. Những lời vu khống như thế này thường do quan chức Mỹ bịa đặt, ông nói. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng bài viết của Wall Street Journal không chính xác. Tôi đã đọc bài báo, nó không chính xác, ông Kirby nói với MSNBC. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pet Rider cũng nói rằng bài viết của Wall Street Journal không chính xác.
Chúng tôi không biết về việc Trung Quốc và Cuba đang phát triển bất kỳ loại trạm gián điệp nào, ông Ryder nói. Anh công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Belarus, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu, với cáo buộc hỗ trợ chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine. Gói trừng phạt mới này sẽ tăng áp lực đối với nền kinh tế Belarus và chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko. Belarus đã tích cực tạo điều kiện hỗ trợ chiến dịch của Nga và phớt lờ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói hôm 8 tháng 6. Gói trừng phạt gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng, xi măng, gỗ và cao su từ Belarus, cũng như cấm chuyển tiền giấy, xuất khẩu máy móc, những loại hàng hóa, công nghệ và vật liệu có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hóa học và sinh học từ Anh sang Belarus. London cho biết thêm họ cũng có thể ngăn chặn các công ty truyền thông nhà nước Belarus tuyên truyền ở Anh. Các công ty mạng xã hội cùng nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Anh sẽ hạn chế truy cập vào trang web của các tổ chức truyền thông Belarus bị trừng phạt. Anh trước đó đã tăng thuế với một loạt sản phẩm nhập khẩu từ Nga, Belarus, trong đó có kim loại quý gồm bạch kim và palladium. Tổng thống Lukashenko là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin và hai nước có mối quan hệ quân sự mật thiết. Minsk đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình để đưa quân vào Ukraine khi chiến sự bùng phát tháng 2 năm 2022. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.